Chụp kiểu nào nó phải ok của đấy không? Không cần chụp nhiều, ít hóa chất, đấy là phong cách chụp của anh hiểu không? Cái gì mà càng hào hoa nhoáng ấy thì nó càng có sự vất vả, mọi người hiểu không? Đừng lấy dáng kiểu của em đi, xong anh xem chi tiết cái gì không đẹp anh sẽ chỉnh rộng chân nào. Vâng, như thế, dưới ngay nha. Đúng rồi, đúng cái anh cần rồi, đẹp đấy. Hoa đừng tiến hẳn đến đây cho anh nha. Ok, anh bảo em đứng rộng chân nha, xong cầm hai tay túi này. Đúng rồi, next top model đây này. Đúng rồi, như thế, dưới ngay nha, đẹp đấy. Như thế nha, đúng cái anh cần ạ. Đúng rồi, ok, thấp cầm nhiều cho anh nhỉ. Rồi, ok, thế thì như này, em đổ người xuống anh. Hoa, đúng rồi, đưa cái cầm sang bên này cho nhận nắng. Ok, thế thì cái tay em lại không cầm đấy cho. Rồi, ok, đứng nguyên cho anh nhá, đang đẹp đấy. Rồi, đứng nguyên này. Cứ đứng nguyên nhá. Không, anh bảo Hoa này, là cái nắng nó đang chiếu như này thì em ưu tiên cái mặt em nâng lên. Đúng rồi, ok như vậy. Đúng rồi, ok, tốt lắm, nói là như thế. Tốt lắm như thế, hơi thấp cầm một xíu là như thế. Rồi, ok, để mà thế vậy nó hơi bị bình thường. Thế như này, em đứng xoay sang hướng mà mặt em đẹp đi. Ờ, đúng rồi như thế. Thế đừng tiến lên anh, đừng dịch ra quá, cứ đứng nguyên tầm đấy là đẹp. Ok, anh bảo anh mời em làm mấy cái dáng kiểu như này chưa, đáng ngả như này chưa, hiểu không? Đúng rồi, ok, nhìn nó hai lên cho anh, đứng lên cho anh Trang nha, cứ tập trung vào anh Trang. Đúng rồi, ok, đẹp lắm, đứng lên cho anh nhỉ, như thế, đẹp nhá. Tay em để hẳn cổ nha anh, tay phải nâng cầm cao lên nào, cái tay giống như em đang bám nha. Đúng rồi, tốt, đứng lên cho anh nha, tâm cao nó một xíu nữa. Tốt lắm, đứng lên đấy. Đúng rồi, em đang làm rất tốt nè, đứng lên này. Xoay cái túi sang anh một chút này cho nó rõ cái logo. Đấy nha, cái tay bây giờ nó đang bị hơi khuất cái cổ. Thế thì em đặt cái tay ở chỗ khác rồi. Rồi, ok, đứng lên này. Ừ, đúng rồi, chụp xong cứ giữ nguyên. Xoay cái tay lên trên đỉnh đầu xíu. Đúng rồi, ok, như vậy, nó sẽ đẹp hơn. Đứng lên này, chụp xong cứ giữ nguyên. Tốt lắm, như thế, đẹp này. Chống tay vào đây nhưng mà đẩy cái... Đúng rồi, tôi làm đứng nguyên đấy cho anh. Tôi đứng nguyên cho anh Trang xíu. Hơi xoay người theo anh một xíu xíu nữa. À, dính người nhiều thế nhỉ. Thế đây, anh nhỉ, Trang xíu. Đứng gần đây. Rồi, vẫn làm lại cái dáng đấy nhá. Rồi, cái tay cầm túi chưa đẹp lắm. Lại cái tay cầm túi. Khá là ổn rồi. Đứng nguyên nhanh nhá. Hơi dính người, cứ đứng nguyên nhá. Để anh cầm nhá. Đúng rồi, tốt lắm em, đang tốt nhá. À, vậy thì em phải tự tung rồi. Cái chị Oli sẽ đi ra không kịp. À, tay bên phải em cầm. Không, anh muốn tung nhẹ nhẹ, nó không muốn tung kiểu gì. Có nghĩa là cái phần quần này anh không thấy ok lắm, hiểu không? Anh không muốn lộ ra nhiều cái phần đấy. Trông nó bị không hãng ấy, hiểu chưa? Nó bị không ao ấy, hiểu không? Còn lại mọi thứ thì nó perfect cho hoàn hảo rồi. Rồi, ok, em sẽ hất nhẹ cho người ta thôi để nó có chuyển động trong ảnh được. Không, chưa cần đá chân. Anh vẫn muốn kiểu như vừa xong thôi. Tức là chụp kiểu nào nó phải ok của đấy không? Không cần chụp nhiều, ít hóa chất. Đấy là phong cách chụp của anh hiểu không? Không cần phải nhiều. Ờ, thế là tập trung vào máy cho anh. Nâng cầm lên, ngửa cái đầu ra, đúng rồi, ok. Tay cầm túi vậy nó không được. Em đặt cái túi ở chỗ phần chân, ok rồi. Đúng rồi, xong cho anh thấy cái logo túi. Đúng rồi, như thế. Đúng rồi, ok. Còn cái tay em hất nhẹ cái tay nó bay thôi hiểu không? Rồi, đứng lên cho anh này. Đúng rồi, tốt. Đúng cái anh cần luôn, lại này, đứng lên nhá. Rồi, xu hướng hơi ngả người với anh một xíu thì góc mặt em sẽ đẹp hơn. Ok, 1, 2, 3 đã. Tốt, đúng thế. 1, 2, 3. Đúng rồi, 1, 2, 3. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, 1, 2, 3 đã luôn. Tốt, làm lại nhá. Rồi, bây giờ đứng đối diện anh. Đối diện anh. Thôi nâng cầm chút nữa bạn. Nâng cầm lên, nâng cầm lên. Em nâng cầm lên Hoa. Nâng cầm lên, phóng tầm mắt đi, đúng rồi. Đẹp. Đúng rồi. Đổ người xuống anh nhỉ? Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, ok rồi. Tay kia em đặt đâu đó trên người đi để anh nhìn thấy cái tay của em ấy. Giữ nguyên này, 1, 2, 3. Nâng cầm lên cho anh xíu nào. Rồi, giữ nguyên. Lỏng bờ vai ra một chút nữa. Tốt lắm, như thế. Ngả người với anh nhỉ? Máy anh. Đúng rồi, ok, giữ nguyên nâng cầm lên. Như thế, giữ nguyên cho anh nhỉ? Đẹp này. Má mất nắng không? Anh nhỉ? Bạn đứng thẳng lên á. Thẳng bình thường. Đứng xoay người sang này. Rồi, ngả người vào. Chống cái tay bên trái lên, chống tay bên này lên, để cái tay dài ra. Ờ như vậy, nhưng mà vuông cái tay lên, ờ đúng rồi, như thế, ok. Ok, nâng cầm lên, rồi ok, cái chân hơi gấp nhẹ xuống xíu. Rồi, tốt, nâng cầm lên xíu nào. Rồi, cái mặt em đang đỉnh quá nha, mọi thứ đẹp đấy. Nhưng mà cái tay đấy che nha, vẫn để cái nắng nó vào mặt em ấy, hiểu không? Đừng để nó lâm cái nắng, đúng rồi. Mình chỉ che thôi, còn vẫn phải lấy nắng để chụp mà. Rồi, đứng lên cho anh nhá, đang đẹp rồi. Tốt đấy bạn nha, thấp cầm nhiều cho anh chút nữa. Rồi, ok, liếc mắt nhìn anh chàng. Rồi, bây giờ bạn bỏ kính ra đi, bạn cầm kính đi, không có. Từ nãy giờ mà chả thấy màu mắt không biết đâu à. Rồi ok, cái tay như vậy luôn, rồi cái chân em gấp lại xíu. Rồi đứng ngay tất cả, ok, đứng ngay nhá. Chiếu ly chỉnh ra cái phần cái bạn ấy, cái phần eo ấy. Rồi ok, xong bỏ cái túi ra. Em cầm nguyên kính cho anh. Góc mặt của em nó hơi xoay này này. Đúng rồi, mặt chảnh đét lên cho anh nha, nâng cầm lên. Đúng rồi, ok, nó phải như thế. Rồi đứng ngay tất cả cho anh, đẹp nhá. Cố lên, nhìn vào đâu đó đây, sao em giữ nguyên cái tầm mắt nhìn như thế. Đừng thay đổi tầm mắt, thấp cầm xuống một xíu. Tốt lắm, giữ nguyên luôn, đẹp này. Liếc mắt đây nào, liếc nguyên cái mắt đây. Liếc cái mắt nhìn mày anh, nâng cầm lên. Rồi, cái kính này em không ngắn như thế đó. Em để cái bình thường, không phải sexy mặt chẳng nhá. Gấp cái chân lại một tí nữa. Đúng rồi, đứng nguyên tất cả nha, hơi dính người này. Nâng cầm lên xíu nữa. Đúng rồi, cứ giữ nguyên nha, đang tốt đấy.
Anh đếm lại này, 1, 2, 3. Đúng rồi, tốt lắm. Giữ nguyên, 1, 2, 3, giữ nguyên này. Đúng rồi, tốt lắm. Anh em thấy những bộ ảnh high fashion rất là đẹp trên internet đúng không? Nhưng mà đây là thực tế khi chúng tôi đi chụp. Những gì mà càng hào hoa nhoáng ấy thì nó càng có sự vất vả, mọi người hiểu không? Hôm nay là một buổi chụp outdoor mệt vãi trưởng của ekip tôi. Nhưng mà hứa hẹn sẽ rất nhiều shot hình xuất sắc. Đấy. Anh em sang bên điểm này nhớ khám phá trên này đấy nhá. Phải lên trên này chụp với kiểu ít người này. Đó. Ok. Yeah. Anh muốn em dựa kiểu khác, không dựa kiểu đấy. Hoặc bỏ áo ra thôi, bỏ áo ra thôi. Chiếu đi, hổ hổ em gì? Bỏ áo ra gì đó. Ừ, bỏ áo ra. Cái dây đấy là không ấy đằng sau được đúng không? Thế bỏ vào túi đi. Rồi, ok, em ngả, xu hướng ngả về sau. Rồi, cái góc mặt lắc sang. Đúng rồi, hơi, ok. Cố gắng thả lỏng cái cổ, điều chỉnh cái cổ cho nó cảm giác nó thoải mái. Thế thì cái tay bên phải em phải đặt đâu đó trên người, đặt vào phần áo, che bụng, kéo áo. Chống vậy được, chống vậy chưa được, không có được, ok. Nhưng mà lắc cái tay với anh, nhìn cái vai nó đẹp hơn. Rồi, thong ngửa vẫn kiểu cảm giác ngả về sau. Rồi, ok, lỏng cổ nhiều, tuy nhiên tất cả cho anh đẹp nha. Cái tay bên trái em duỗi ra một chút nữa. Cái người em không được đổ về sau lắm ấy, em đứng dịch lên đi, xong em ngả về sau. Cảm giác nó giống ngả mà. Ừ rồi, ok chứ. Rồi, hơi lắc mặt sang bên phải một xíu, nhìn góc mặt em sẽ đẹp hơn nhỉ. Tốt lắm, như thế, giữ nguyên này. Thử mở mắt ra nhìn mấy anh chào. Rồi, ok, ổn hơn rồi. Tôi sắp rồi. Đúng rồi, ok, tại đấy. Rồi, đẹp nhá, gió đẹp này. Giữ nguyên cho anh Trang. Cái phần... Rồi, ok, rồi, ok. Chiếu Ly vuốt cho em cái áo da của bạn đấy cho nó lộ phần bụng là gì ấy. Phần hông là gì. Đấy, như vậy. Đấy, em không gồng thì anh gồng là được mà. Còn về Photoshop cho em sau rồi, cũng có yếu tố gồng. Đừng tiến lên đây cho anh xíu. Tại vì nó không lấy được cái chứ. Rồi, ok. Nhưng mà đúng không? Đúng là gì hả? Không, cái người không phải ngả như này, mà cái dáng nó sẽ gấp như này. Úp người nó xong đẩy cái mông ra sau. Hiểu không? Đúng rồi, kiểu như thế. Đúng rồi, đúng, ok, lỏng. Đúng rồi, ok. Ờ, vòng ra. Thì vậy giờ, vòng viết không thấy lộ rồi. Toàn lộ cái gì? Rồi, ok, đúng rồi nhá. Đẹp. Như thế. Đúng. Rồi cái tay này em lại để nốt sang tay này, bám vào tay này. Đúng rồi, ok. Cái phần mông ra nào. Vào. Đúng rồi, như vậy. Nguyên. Thế thì cái tay em chống lên đi. Đúng rồi, em rụt tay lại xíu. Rồi, giữ nguyên tay. Em cứ giữ nguyên dáng em để anh nhìn cái phần đấy. Không, tay em vẫn phải để lên. Rồi, ok như vậy. Thế em chống tay lên đi. Chiếu Ly chỉnh lại cho em cái logo Chanel ở cái cổ. Đẹp này. Tốt lắm, như thế. Giữ nguyên. Rồi, xoay mặt sang bên mặt em đẹp đi. Rồi, tay không để như vậy nữa, để bình thường. Ok, chân không để như vậy, nó chân rộng. Ờ, như vậy nha. Rồi, ok. Xoay cái phần chân một chút nữa. Rồi, đúng cái anh cần luôn, giữ nguyên nhá. 1, 2, xoay. Rồi, lại nha. Giữ nguyên anh đếm nhá. 1, 2, 3. Đúng rồi, 1, 2, 3. Cái tay hất luôn, 1, 2, 3. Rồi, em đứng nguyên đi, không cần hất nữa. Đẩy áo về sau thôi. Bên này là rồi, ok, nhìn anh thôi. Giữ nguyên. À, đúng như vậy, nhưng mà tay chuyển động, một tay chuyển động lên nhỏ.